Tiếp theo bản tin là các tin tức về dịch bệnh. Theo Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Nai, những ngày gần đây thì số ca mắc COVID-19 ở Đồng Nai vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên thì hầu hết các ca bệnh đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Đa số người mắc COVID-19 là người lớn tuổi đã tiêm vaccine, được điều trị tại tầng 1, trong đó có nhiều ca khỏi bệnh chỉ sau thời gian ngắn. Hiện trung bình mỗi ngày thì Đồng Nai ghi nhận khoảng 900 ca mắc COVID-19, trong đó số ca phát hiện tại cộng đồng chiếm gần 30%, còn lại là ở các khu cách ly, phong tỏa. Hầu hết người mắc COVID-19 tại Đồng Nai là công nhân lao động, người về từ vùng dịch. Dự báo dịch COVID-19 vẫn sẽ diễn biến phức tạp. Để phòng bệnh, người dân cần thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K. Đối với người già, người có bệnh nền cần được ưu tiên bảo vệ bằng cách tiêm đủ 2 mũi vaccine, điều trị kịp thời khi mắc bệnh. Do liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, bắt đầu từ hôm nay, tất cả hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Phan Thiết áp dụng theo tình huống ứng phó với dịch bệnh ở cấp độ 3, vùng cam, theo chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, thành phố Phan Thiết yêu cầu thiết lập các chốt kiểm dịch hợp lý tại các vùng đỏ, vùng cam. Tất cả người dân không được vào vùng đỏ, trừ các trường hợp đặc biệt được quy định. Người từ vùng cam đến các vùng khác có chứng nhận tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã điều trị COVID-19 khỏi. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn của tỉnh Ninh Thuận, nhất là tại thành phố Phan Thiết, với số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ngày càng tăng cao. Ghi nhận từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 trên địa bàn Phan Thiết có khoảng 330 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Những ngày gần đây tại Đà Nẵng liên tục xuất hiện các ca bệnh COVID-19 không có rõ nguồn lây. Nhiều ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến các nhà hàng, quán ăn, các chợ trên địa bàn của quận Sơn Trà, khiến nguy cơ bùng dịch trong cộng đồng là rất lớn. Ngay trong ngày hôm nay, thì quận Sơn Trà đã tiến hành xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng dập dịch. Tôi đang có mặt tại khu vực xuất hiện một số ca bệnh F0 trên địa bàn quận Sơn Trà. Và ngay sau khi xác định được các yếu tố dịch tễ có liên quan, thì ngành y tế cùng với chính quyền quận Sơn Trà đã tiến hành truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu diện rộng để xét nghiệm tầm soát và chủ động bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đây là một trong số những khu vực nguy cơ cao với COVID-19 vì có liên quan đến lịch trình di chuyển, nơi làm việc và buôn bán của các ca bệnh F0. Ngay khi xác định nguy cơ, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà phối hợp cùng địa phương khoanh vùng và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho 500 người là tiểu thương chợ An Hải Bắc và tất cả người dân sinh sống quanh khu vực này. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khoanh vùng, triển khai lấy mẫu xét nghiệm ở các khu vực liên quan. Trong sáng hôm nay thì địa phương tiếp tục lấy mẫu ở khu vực xung quanh chợ. Quận Sơn Trà đang là điểm nóng dịch COVID-19 với nhiều ca F0 chưa rõ nguồn lây. Tất cả đều liên quan đến các nhà hàng, quán ăn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trường học, chợ truyền thống, cảng cá trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều điểm kinh doanh không thực hiện quét mã QR cho khách hàng, chưa tuân thủ khuyến cáo 5K, khiến công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã bóc tách được 211 F1 đi cách ly tập trung, hiện tại còn 25 F1 nữa. Chúng tôi chuẩn bị đưa đi cách ly tập trung. Đánh giá nguy cơ cao thì hiện tại chúng tôi đánh giá nguy cơ cao nhất ở cảng cá và chợ An Hải Bắc. Để chủ động sàng lọc, bóc tách F0 tại những khu vực địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đã tiến hành phong tỏa hẹp, đẩy nhanh lấy mẫu diện rộng cho tất cả học sinh đang theo học tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, nơi có bệnh nhân đến tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và cảng cá Thọ Quang, nơi bệnh nhân đến mua bán hải sản hàng ngày. Sau hơn 3 tháng giãn cách xã hội, những ngày qua thì trên địa bàn của thành phố Cần Thơ đã có một số chợ bắt đầu hoạt động trở lại cho tiểu thương hoạt động kinh doanh buôn bán. Việc được buôn bán trở lại đã khiến cho các tiểu thương rất phấn khởi. Tuy nhiên thì do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên nhiều người không khỏi lo lắng. Treo bảng nhắc khách giữ khoảng cách, trao đổi hàng hóa với khách gián tiếp qua chiếc dù nhựa. Đây là cách mà bà Trần Kim Chi, tiểu thương ở chợ Cà Răng, đảm bảo an toàn phòng dịch khi được bán hàng trở lại. Mặc dù khách hàng ít, sức mua giảm, nhưng được buôn bán trở lại sau thời gian dài đóng cửa, nên bà con rất phấn khởi. Lúc trước thì bán 100%, đi bây giờ thì bán khoảng 60% à. Mà bán được có buổi sáng, à, buổi chiều thì nó hơi vắng khách. Sau bao nhiêu tháng nghỉ thì bán nên nó mừng. Tại ba cái đồ để đó nó cũng bị hư đó, thành ra bán lại cho nó hết. Đa số các tiểu thương ở chợ đã tiêm đủ ít nhất một mũi hoặc hai mũi vaccine.
Nhưng do dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, các tiểu thương đều lo lắng và tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch để bảo vệ bản thân và khách hàng. Thì chấp nhận là thực hiện 5K đó, là của nhà nước, chính phủ đưa ra. Nếu mình phải cách nhau 2 mét, rồi bắt đầu mình có sát khuẩn, mình bán xong mình sát khuẩn vô tiền nữa, mình để đó, rồi cho nó xong rồi mình mới lấy, chứ mình không có tiền trực tiếp để cầm tiền. Bán nhiều khi khách hàng đông cũng hơi sợ nữa đó. Khách hàng đông cũng phải hơi giãn ra mới dám mới bán. Nhiều khi khách đông quá thì kêu đứng đó nói ra, chứ không có tập trung vô. Hiện tại, quận Cà Răng đã cho phép 2 chợ truyền thống được phép hoạt động trở lại. Khoảng 80% tiểu thương đã mở lại kiosk bán hàng. Ban quản lý chợ cũng đã trang bị thêm hệ thống camera theo dõi để dễ dàng truy vết khi phát hiện có trường hợp F0. Một số chợ của quận Ninh Kiều thì hiện nay vẫn còn đóng cửa, cho nên là cái áp lực của chợ Cái Răng rất là lớn. Thứ nhất là người dân á, ở những cái phường khác có thể là chạy sang chợ Cái Răng để mua đồ, cho nên là mình không thể cấm được cái vấn đề đó. Chỉ có mình là tuyên truyền vận động bà con tiểu thương phải hết sức cẩn thận để mà thực hiện công tác phòng chống dịch, để giữ an toàn cho cái chợ của mình thôi. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Cần Thơ đã nâng cấp độ phòng dịch lên cấp độ 2. Vì vậy, Sở Công Thương vận động Ban Quản lý các chợ lùi thời gian mở lại chợ, chờ các tiểu thương tiêm đủ 2 mũi vaccine theo quy định.